Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Nhiên TT. Trong video này, kênh của Nhiên TT sẽ cập nhật về nút giao số 2 tại Bình Định, đó là nút giao tại xã Ân Mỹ, huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Vâng, phía ngoài kia đó là đường quốc lộ 1A các bạn, đoạn tránh Bùng Sơn. Đấy, còn đây là đường lên Hội An. Vâng, hôm nay thì kênh Nguyên Nhân TT sẽ cập nhật cao tốc tại Hội An các bạn, và nút giao giữa DT629 với đường cao tốc ở ngoài huyện Hội An này các bạn. Vâng, bây giờ mình sẽ chạy từ quốc lộ 1A đây, chạy lên đó các bạn. Sáng hôm nay thì chưa có mưa các bạn, ở Quy Nhơn thì nắng á, mình chạy ra tới đây thì bắt đầu nó làm mây này, có gió này. Nói chung là thời tiết mùa này thì mưa thì bất cứ lúc nào. Đây là đây là thuộc Hội Đức, Hội Nhơn các bạn. Đi xíu nữa là sẽ là Ân Mỹ, Hội Đức. Trường cấp 2 Hội Đức, nhìn khang trang ghê. Văn hóa Hội Đức. Tên này Hội Đức này nó giống như một địa phương ở ngoài Hà Nội các bạn. Đường này là đường Điện Biên Phủ. Ở Hà Nội thì cũng có Hội Đức. Kia đổ mưa các bạn, hôm nay thấy trời ráo nắng, tranh thủ đi cập nhật đường xá cho mọi người xem. Thấy trời cũng không có ổn lắm, mưa bất cứ lúc nào, nói chung là ráo ráo vậy thôi, nhưng mà kéo may một tí là mưa thôi, đang mùa mưa mà. Nhẽ ra phải chạy bên bờ bên kia các bạn, xong bờ bên kia thì mới tiếp cận được chỗ nút giao đường cao tốc với DT629 ok hơn, nhưng mà không sao, đi đường này cũng được.
sông An Lão các bạn. Nước từ hồ Đồng Mít á, hồ Đồng Mít ở An Lão á, chảy xuống Hội Nhơn này, đổ ra biển Lại Giang. Cửa biển Lại Giang các bạn, cầu Lại Giang ở dưới Hội Hải đó. Dòng sông này cũng khá là rộng các bạn, từ bên này qua bên kia phải chừng gần 300 mét á. Chỗ đây khá rộng đây. Mưa nhưng mà chưa có nước nhiều các bạn, sông còn khô đó. Hội An 6 km nữa. Sẽ quay đường cao tốc thì quay xóm làng ở ngoài Hội Nhơn với Hội An luôn các bạn nha, cho mọi người xem cảnh quê hiện nay như thế nào. Đấy. Đoạn này thì vẫn còn Hội Nhơn các bạn, điện đoạn nữa mới hết. Đường này lâu lắm mình mới đi đó, hình như phía trước kia là cao tốc rồi các bạn. Từ quốc lộ đường tránh các bạn chạy lên đây chắc tầm ở 3 cây số 4 cây số gì đó đấy. Cái cầu chỗ trên sông An Lão, chỗ cao tốc này mình cập nhật khoảng tháng 10 năm trước tới giờ các bạn, đến nay là đúng năm luôn mới quay lại cập nhật, đúng năm, hơn năm gì mới quay lại cập nhật các bạn. Hy vọng trời không mưa quay phim cho nó ok các bạn. Đó, cao tốc này các bạn, bên qua kia là cái cầu cao tốc mới qua sông An Lão. Cầu này chắc chỉ dài trên tuyến Hội Nhơn Quy Nhơn thì chỉ dài chắc sâu cầu trên sông Côn thôi. Đó. Còn này là chắc thuộc phường thuộc huyện Hội An rồi này. Cầu thì làm xong phần bê tông rồi các bạn. Xong phần bê tông rồi thì có đường nào lên không? Đó, nhưng mấy cái đầu như thế này thì chưa làm xong nè bạn. Coi từ hướng nào mình có thể quay được cho bạn xem cho nó toàn cảnh nha. Kiếm cái chỗ mình leo lên trên mình quay cho các bạn xem. Ây da, củ mì vậy bạn. Này không biết có củ chưa rồi nè. Đó, cầu trên sông An Lão.
sáng này có gió rét ghê các bạn. Sông này là sông Kim Sơn các bạn, không phải là sông An Lão. Sông An Lão bên kia. Sông Kim Sơn. Chắc chạy qua sông bên đó các bạn, sông An Lão mình đó quay. Nãy giờ mình cứ nhầm chỗ đây là sông An Lão. Sorry mọi người, đi tiếp các bạn ơi. Cầu Bồng Sơn các bạn, đi theo hướng đèn đỏ này sẽ lên nút giao giữa DT631 với đường cao tốc. Nãy mình đi bên kia hơi nhầm xíu là nó qua bên cái nhánh sông của Kim Sơn. Đó, đi thẳng nữa là ra Quảng Ngãi các bạn. Rẽ lên đây. Bên đây là đường ở biên cương của Hội Nhơn các bạn, thị xã Hội Nhơn. Sông An Lão chạy qua cầu Bồng Sơn. Cầu Bồng Sơn mới và cầu Bồng Sơn cũ các bạn. Rồi đổ ra cầu Lại Giang, rồi cửa biển. Ở đoạn này cách Quy Nhơn khoảng chừng tầm 80 đến 90 cây các bạn. Để mình rẽ ra ra sông cho mọi người xem sông An Lão như thế nào. Đó, đây dọc sông nè các bạn. Dọc sông đây nè bạn, hồi nãy là mình chạy bên hướng bên kia này, bờ bên kia này, tới ngay chỗ đây cái sông An Lão này chia làm hai nhánh các bạn, hai nhánh sông nó nhập lại thì thành một này, bên này là An Lão, bên kia là Kim Sơn đấy. Nãy biết đường là mình rẽ qua cái cầu này luôn nè bạn, rẽ ra cái cầu đây. Cầu ở đây gọi là cầu gì ta? Thế bạn, cầu đây gọi là cầu Phú Văn các bạn. Ngay chỗ Bồng Sơn đó. Đó, trên kia là cao tốc kìa các bạn. Trên kia là đập các bạn. Rồi lên trên cái đập đó là mới là cao tốc. Một năm mà không đi lại nhìn đường hơi nhầm một xíu. Đây là đường dọc sông An Lão này. Đó, đây là cái đá lát ta luy cao tốc này các bạn. Người ta làm sẵn, người ta đỡ đây này. Bắt đầu khi mà xong rồi đem lên lát ta luy luôn. Đây xem thử cái đập tên gì. Đập
mấy lần trước đi nhớ các bạn, lâu lắm không đi giờ quên mất. Đây này các bạn, đẹp chưa? Ồ, cái dưới đập kìa, chân đập kìa, đẹp kìa các bạn. Đó, hồi nãy nếu đi thẳng là mình đi cái đường nhựa này luôn. Mọi người thông cảm nha, mình ở Quy Nhơn ra thì mấy cái địa danh như thế này thì sẽ cập nhật lại mới nhớ được các bạn, chứ còn lâu lâu thì không nhớ đâu. Biết là cái đập đó nhưng mà tên gì thì bỗng nhiên quên mất. Đó, nó có đường đi hết này, mình đẹp ghê các bạn, chỗ đây đẹp á. Đi dọc lên đây thử lên được cao tốc không. Ây trời ơi, không có biết đi được không mà thấy. Không biết có ra ở chỗ cao tốc đường học được không hay là vô dân nhà dân người ta các bạn. Không thì hồi nãy là mình chạy bên đường bên kia luôn cho rồi. Nhưng mà chắc là được, đường này đường dọc sông. Đó. Sông bự. Sông này là con sông lớn chỉ sâu sông Côn thôi các bạn, qua địa phận tỉnh Bình Định đó. Sông Côn lớn nhất là tới sông An Lão này. Quay cao tốc là đúng là vất vả rồi, đều đều lội núi lội suối, đều núi lội suối các bạn, rồi đi vô làng, vô đường dân ở như thế này nữa, dọc bờ sông mù mịt chứ nó không có nằm ở ngoài đường lộ lớn cho mình quay đâu. Để mò vô trong này các bạn. Giờ vô trong làng đây lại đi quăng ra cái đường bê tông này rồi. Hồi nãy đi là đi đường này luôn các bạn. Đó, giờ lên đây thì ok rồi này. Đó, đúng chất quê nè bạn, có hoa này, hoa điệp này, hoa trang này. Quê hồi xưa ở Quy Nhơn của mình, chỗ nhà mình xưa cũng hay trồng. Giờ thì hết rồi, giờ là phố hết rồi các bạn. À, đây bạn, trước mặt đây là cao tốc, ngoài kia là cái nút giao giữa đường cao tốc với DT629. À, chà, đúng một năm quay lại cập nhật cái đoạn này cho các bạn xem nữa. Cũng muốn cập nhật lắm các bạn nhưng mà do xe đó, cho nên mình cập nhật mấy cái đoạn ở Quy Nhơn nó nhiều hơn. Quy Nhơn rồi An Nhơn rồi Tuy Phước đó, nó gần hơn, cập nhật nó nhiều hơn. Chứ ở gần ngoài này thì cũng nên cập nhật nhiều á. Lâu lâu thì cả năm, nửa năm mới ra 1 lần. Đó, đây là cầu bắc qua sông An Lão này. Đó các bạn, đó rung luôn. Đây các bạn, đó
ngoài này thì cũng tiến độ thì cũng chậm chứ cũng nhanh vậy bạn. Cầu thì đường thì vẫn còn đang đổ đất này, đoạn kia thì đang lưu này. Chạy chậm chậm từ quốc lộ lên đây gần 8-9 phút luôn các bạn, 3-4 cây nhưng mà đi trong xóm đi chậm chậm. Đây các bạn, đang ở dưới chân cầu đây các bạn, cầu cao tốc chỗ sông An Lão này. Đó, đoạn đây là thuộc huyện Hội An. Đó, trước mặt kia là sông An Lão, qua bên kia nữa là một đoạn sông Kim Sơn các bạn. Nếu từ bên đó mình đi lộn qua chỗ cầu bên đó sông Kim Sơn. Nếu mà cầu làm xong chạy qua luôn, nhưng mà giờ chưa xong á, mình quay lại ngồi quốc lộ mình chạy lên hướng trên đường biên cương này lên này các bạn. Đấy. Đó. Đang đổ hai cái đầu vào các bạn. Cầu này thì dài chắc cũng chừng cỡ 400 m đó các bạn. Khá là dài. Cầu trên sông Côn này dài 700 mấy mét. Cầu này cỡ đây 400 m hoặc là hơn. Đó. Vâng, đây là cầu cao tốc bắc qua sông An Lão tại huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Một chút về sông An Lão. Sông An Lão là sông lớn thứ ba trong tỉnh, xếp sau hai sông Côn và Lạ Giang. Sông An Lão có diện tích lưu vực khoảng 697 km², dài gần 40 km. Đây là dòng sông lớn nhất của huyện, bắt nguồn từ các dãy núi phía Tây, các dòng suối ở đầu nguồn phía Tây Bắc và các dòng suối nước Bo, nước Điệp, nước Giáp, nước Rắp, nước Đinh hợp lại thành sông Bờ Rêu rồi ra sông An Lão. Trên đường đi, sông An Lão còn nhận nước từ sông Vố, sông Sang. Nhờ những phụ lưu này mà sông An Lão mỗi lúc một thêm nhiều nước. Ở thượng nguồn, sông Lão chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam đến vùng đất dài chạy theo hướng Bắc Nam đổ về địa phận huyện Hội An, đến Phú Văn gặp dòng Kim Sơn hợp lại là sông Lại, tức là Lại Giang đó các bạn. Vâng, theo quan sát của kênh Quy Nhơn TV, hiện nay thì cầu bắc qua sông An Lão đã hoàn toàn xong phần bê tông. Hiện tại thì các đơn vị đang đẩy cất, đang đẩy đất vào hai đầu của cầu này. Ở phía trước kia đó là nút giao tại huyện Hội An, giao nhau với đường DT629 từ khu vực huyện Hội Nhơn lên với An Lão. Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua huyện Hội An có chiều dài là 19,4 km, trải dài qua địa bàn của các xã là Ân Mỹ, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Tường Đông và thị trấn Tân Bắc Hổ. Còn đây là nút giao tại huyện Hội An,
Đây là nút giao liên thông số 2 tại km 1+600, dự án thành phần Hội Nhơn - Quy Nhơn, giao liên thông với đường tỉnh DT629 thuộc địa bàn của xã Ân Mỹ, huyện Hội An. Vâng, hiện nay thì theo quan sát của kênh Quy Nhơn TV, ở dưới mặt đường thì các đơn vị đã làm tương đối, và hai bên ta luy đã bắt đầu có chỗ đã lát đá rồi.